Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một bộ nước set ombre with coffin shape and stiletto. Mọi người cùng theo dõi nhé. Okay. Trước khi mình làm thì mình phải bỏ foamer lên trên mặt móng. So, cái này hết muốn làm design cho nên hai ngón này sẽ làm cái gì flame, nên mình sẽ làm cái base là màu nude cho cái món này. Đắp một xíu nước lên. Đắp gần sát cuticle rồi thả nó ra, nghiêng cái móng tay xuống. Mình chỉ cần vuốt vừa đập. Còn phần này mình sẽ làm cái này trước đi. Cái này cũng là ngón làm flame. Ém cục bột hai bên vô. Lưu ý là khi mình bỏ cục bột lên thì mình hãy nghiêng cái đầu tay xuống để cho bột nó chảy xuống. Rồi từ từ lấy nước đập vào vuốt. Mình sẽ tém gọn phần hai bên nó vô để khi mình dụa và chạy máy thì sẽ dễ hơn. Lấy cục bột vừa đủ với cái móng. Cứ từ từ mà đắp thôi nha, đừng có vội. Cứ đẩy nó lên, ôm nó vô, ôm hai bên.
rồi từ từ đẩy nó xuống, vuốt xuống. Đẩy sát vào phần cuticle rồi thả ra, lấy nước đẩy sát tiếp bên này. Đây còn thiếu một xíu cho nên mình sẽ đắp thêm cục nữa. Còn coffin sẽ là những ngón ombre. Hello. Mình sẽ đắp purple trước. Hi. I'm good, how are you? Can you sit over here, please? Thank you. Đắp rồi tạ nó ra thật là mỏng. Làm tương tự ngón thứ nhất, bỏ ngay kia, nói chung là 70% cái móng. Mình sẽ đặt ở 70% cái móng.
từ từ tạo nó ra. Nhỏ thôi. Lưu ý phải nghiêng cái tay của người ta. Mình phải quạt cái cây cỏ xuống thật là dứt khoát. Vừa đập vừa vuốt nha mọi người. Thì sau khi mà đắp bột xong thì mình sẽ dùa móng, dùa xếp. Trên cái ombre này mình đã bỏ thêm một lớp clear ở giữa, phía giữa này, để khi mình chạy nó không có bị bay ra. Mình sẽ bỏ cái dũa từ dưới này và bỏ lên, tương tự giống như bên này. Dũa, cái dũa là phải thẳng cái tay ra. See, rất là nhìn. Not yet, but I should. It's my hand, so they'll get it for sure. And yeah. Coffin, tương tự. So they just want to know one way.
one they just want to know which one is going to be in the list. And then they're going to yeah, but it's my hand, so don't worry about it. Yeah, no way. Yeah, come over here. Yeah, my hand. Lưu ý là mình phải bỏ cái dũa từ dưới này lên. Dưới này lên. Dũa một cái thì là dứt khoát. Rất là nhanh. Và khi dũa cái đầu móng này mình nên nghiêng kia móng xuống và đặt cái dũa thật là thẳng, dũa ngang qua. Tương tự. Đây là cái móng mình vừa mới dũa xong. Có thấy không? Và sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách chạy máy. Chạy ở phần dưới trước. Thấy không ta? Thấy. Yeah. Chạy một đường thẳng vô như này. Chạy để cho những cái món dư món thừa nó đi hết. Xem thêm. Trước khi chạy nhớ lấy cái tay bên cái phần cuticle này ra. Với cái phần này thì chạy máy chậm thôi, tí mình tăng tốc xong. Okay, bây giờ mình tăng tốc chạy cái phần trên.
khi chạy máy mình nên xoay cái tay của người ta. Lúc mình đã đắp một lớp clear lên đây rồi cho nên các bạn cứ chạy thoải mái luôn. Chạy sao cho ôm cái móng người ta vô để nhìn cho nó đẹp. Khi chạy mình có thể nhìn nghiêng, nhìn dọc để cho nó để biết nó có có đẹp hay chưa. Như này làm sao quay cái này đó? Sau khi chạy thì mình sẽ dụ lại thêm một lần nữa. This way. Tiếp theo mình sẽ chạy sình. Được thấy không? Cuối cùng là bốc phở.
thì khi mọi thứ đã xong thì mình sẽ vẽ cái flame trên cái móng nhọn. Trên cái này mình đã sơn một lớp matte top coat là không có bóng á, không có bé á. Không có bóng. Okay. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Run quá trời. Lưu ý khi vẽ cái này không được thở nha. Đây là cái flame mình vừa mới vẽ xong. Và mình phải phủ lên đó một tí kim tuyến. Tới mở nhạc thôi, mở nhạc Việt. Yeah. Ok. Và cái này cũng tương tự, mình sẽ vẽ thêm một cái flame thứ hai. Exit Netflix. That word exit Netflix right there. Thank you.
No, not yet. After. After. Deb. Thank Deb. You. Nhạc hay quá, mở to xíu đi. Cái thứ ba tương tự. Lưu ý khi vẽ cái flame là các bạn hãy cho nước sơn ít thôi, nhiều nó bị lan ra. Và sau đó là một lớp kim tuyến. Và đây là ngón cuối cùng. But it's okay. My nail's worth it. Cause you do take off too, right? So take yeah. longer. So tomorrow, am I dropping you off? No, before 6. My appointment is at 6. To drop you off by 5:30 because the other girl's house is around here. Thấy không? Thấy ở trên không? Trên thấy không? Giờ thấy không? Lúc nãy quay xuống đây chắc trên đó không thấy đâu. Giờ thấy không? Tại lúc làm mình cứ nhìn ra hướng của mình á. Oh,
thông tuyến. Because it's a lot easier like that. I know. But not for her though. I know. Your mom. Và đây là kết quả. Có đẹp không? Và bước cuối cùng mình sẽ sơn nước top coat, nước bóng lên cho mấy cái ngón ombre. Guy called me back because I got too mad. Why? He's playing games? Yeah. Okay. I think it's proof. I think she wants proof or some shit. Does she want my face in it too or what? Okay, good. Gotta make sure then. OCD man. Now I can touch it. Let her take pictures first. And then you can touch. Always. Picture. Can you sew them? Like this. Và đây là cái bộ neo mà mình vừa mới làm xong. Nếu các bạn thích thì nhớ comment và like, nhớ đăng ký kênh và ok bye, run quá rồi, bye.